Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2022, gồm có 3 đài: đài Tiền Giang, Kiên Giang và đài Đà Lạt. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký kênh Mạng Vĩnh Lộc 1 để nhận những kết quả quay thử tham khảo xổ số miền Nam miền Bắc mới nhất từ kênh của mình nhé các bạn nhé. Chúc các bạn may mắn, mời các bạn nghe nhạc.